Chào một buổi sáng các bạn ơi. Trước khi bắt đầu một công việc gì đó, các bạn xem tin thể thao 24 giờ có gì mới nhé. Một số tin mới nhất bóng đá sáng 31 tháng 1, Ronaldo bị tố là bản hợp đồng thất bại. Lemerson, cựu trung vệ MU, cho rằng việc Cristiano Ronaldo trở lại Quỷ Đỏ là một thất bại bất chấp CR7 đã ghi 14 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Huyền thoại người Brazil nói, thành thật mà nói, sự trở lại của Ronaldo cho đến nay đã thất bại, đặc biệt ở khía cạnh chuyên môn và việc cậu ấy đến vào phút cuối đã ảnh hưởng đến đội bóng như thế nào. Khi bạn nhìn vào những thứ cậu ấy có thể mang lại cho MU và những gì cậu ấy mang lại cho người hâm mộ, nó không quá tuyệt vời. Đội hình MU hiện tại đã chơi không tốt với nhau trong thời gian gần đây. Đó là một khoảng thời gian khó khăn cho Ronaldo khi trở lại câu lạc bộ. Cả cậu ấy và MU đều có một quá khứ hào hùng. MU hiện tại không giống như dưới thời Sir Alex Ferguson và phải rất khó khăn để cậu ấy hiểu được điều đó. Nhà Solskjaer đi vào lịch sử MU. Kayana, con gái của Solskjaer, vừa có màn ra mắt đội nữ MU ở những phút cuối trong chiến thắng 2-0 trước của The United tại Pha. Ông Gunnar Solskjaer cùng vợ Silje Solskjaer cũng có mặt trên khán đài để xem màn ra mắt của cô con gái. Kayana và Solskjaer trở thành cặp cha và con gái đầu tiên cùng chơi cho MU. Ancelotti bị yêu cầu thi bằng huấn luyện viên. Theo Corriere dello Sport, UEFA đã gửi một lá thư yêu cầu Carlo Ancelotti phải tham gia một kỳ thi nếu muốn gia hạn bằng huấn luyện viên. Được biết, bằng huấn luyện viên của chiến lược gia người Italia đã hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Napoli sắp có đội trưởng mới. Theo Corriere dello Sport, Napoli đang cân nhắc đề nghị Can Idrissa Ali gia hạn hợp đồng kèm theo chiếc băng đội trưởng. Insigne sẽ rời Napoli vào cuối mùa này và chuyển sang chơi bóng cho Toronto ở MLS. Việc tuyển thủ Italia ra đi sẽ khiến Napoli phải tìm người mới tiếp quản chiếc băng đội trưởng và Idrissa Ali đã nổi lên là ứng cử viên sáng giá nhất để đảm nhận trọng trách này. Sau Newcastle chào đón tân binh, Bruno Guimarães đã chính thức gia nhập Newcastle với mức phí lên tới 50,1 triệu euro. Trên trang Instagram cá nhân, tiền vệ người Brazil đăng bức ảnh đang ký hợp đồng với đội bóng mới kèm theo chú thích ngắn gọn: Chào Newcastle, tôi đã sẵn sàng cho thử thách mới này. Ngay lập tức, Alassane Maximin đã chia sẻ lại bài đăng của Guimarães kèm theo lời chào, một cầu thủ tuyệt vời, chào mừng người bạn của tôi. Báo Anh, Greenwich bị bắt. Cảnh sát vùng Great Manchester xác nhận đã bắt giữ một thanh niên để điều tra về tội hiếp dâm và bạo hành phụ nữ. Daily Mail dẫn thông báo từ cảnh sát vùng Great Manchester. Các trang báo Anh như BBC, Daily Mail, Sky Sports đồng loạt khẳng định thanh niên bị bắt giam là Mason Greenwich. Đêm 30 tháng 1 giờ Hà Nội, trang chủ Manchester United cho biết câu lạc bộ đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá đối với cầu thủ sinh năm 2001 cho đến khi có thông báo mới nhất. Với vị thế của một trong những đội bóng nổi tiếng nhất thế giới, MU tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ cầu thủ nào có hành động trái pháp luật. Cùng ngày 30 tháng 1, cảnh sát có mặt tại căn biệt thự của Greenwich chỉ vài giờ sau khi cô bạn gái Harriet Jackson tung bằng chứng về việc bị tiền đạo trẻ người Anh hành hung. Những đoạn ghi âm trên trang cá nhân của người mẫu này còn cho biết Greenwich dùng bạo lực để ép cô quan hệ tình dục. Điều này khiến cầu thủ 20 tuổi bị điều tra về tội hiếp dâm. Ma Park thiết lập bộ sậu ở Everton. Trong cuộc thương lượng vào hôm qua, huấn luyện viên Ma Park đã chia sẻ rằng ông sẽ rất vui nếu ban lãnh đạo Everton cũng đưa cả bộ đôi Gareth Edwards và Anthony Barry tới Goodison Park. Hồi còn dẫn dắt Chelsea, huấn luyện viên Ma Park chơi rất thân với Edwards và Barry. Sau khi huấn luyện viên Ma Park bị sa thải, Edwards và Barry vẫn cống hiến cho Chelsea trong vai trò trợ lý cho huấn luyện viên Thomas Tuchel. Thuận lợi với Everton cũng như huấn luyện viên Ma Park là ban lãnh đạo Chelsea không có ý định giữ chân Edwards và Barry bằng mọi giá. Barca không bị phạt nếu không mua Đức Adama Traoré. Theo nhà báo Gerard Romero, Barcelona sẽ không bị phạt nếu không kích hoạt điều khoản mua Đức Adama Traoré từ Wolverhampton vào hè 2022 khi trước đó có tin đồn rằng đội chủ sân Nou Camp có thể bị vượt trần lương từ La Liga và vi phạm luật công bằng tài chính vì điều này. Ngược lại, Hover sẽ bị phạt 6 triệu euro nếu không kích hoạt điều khoản mua Đức trên cao vào hè 2022. Cầu thủ người Bồ Đào Nha hiện khoác áo Hover theo dạng cho mượn từ Barca. Một số tin nóng chuyển nhượng sáng 31 tháng 1, Lingard dễ phải ở lại mua vì Henderson. Newcastle đang trong quá trình đàm phán để mượn thủ môn Henderson của MU đến cuối mùa. Henderson công khai muốn ra đi để tìm cơ hội ra sân, trong khi phía Newcastle đã theo dõi tuyển Anh từ lâu. Nhiều nguồn tin cho rằng thương vụ này có nhiều cơ hội sẽ hoàn tất trước thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa đông 2022 đóng cửa. Nếu Henderson cập bến Newcastle, chích gà sẽ không thể mượn thêm Jesse Lingard từ MU, bởi ban tổ chức ngoại hạng Anh quy định một câu lạc bộ không được mượn hai cầu thủ đến từ cùng một đội bóng. PSG tiến sát Dembele. Nhà báo Santiago Una của Quốc Mercato cho hay PSG đã đạt thỏa thuận miệng với Ousmane Dembele. Đại diện Lớp 1 đang nỗ lực đàm phán với Barca để đưa Dembele đến Pháp ngay trong mùa đông năm nay. Dembele mâu thuẫn với đội chủ quản Barca về việc gia hạn hợp đồng nhưng chưa lên tiếng về việc sẽ tìm cơ hội ở một đội bóng mới. Barca đạt thỏa thuận cá nhân với Aubameyang. Barcelona đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal với một bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải, kèm điều khoản tùy chọn mua Đức nếu hai bên thấy phù hợp về mức giá. Arsenal muốn đẩy Aubameyang tới câu lạc bộ khác để giảm tải khoản lương 350.000 bảng trên tuần của cầu thủ này. Ưu tiên của báo thủ là bán Đức tiền đạo Gabon thay vì cho mượn. Arsenal định giá Aubameyang khoảng 41,5 triệu bảng, trong khi Barcelona chỉ chấp nhận mua tiền đạo này với giá 30 triệu bảng. Liverpool săn sao trẻ Fulham. Liverpool đang thương thảo với Fulham để chiêu mộ tiền vệ 19 tuổi Fabio Cannavaro. Mức giá giờ cóp đưa ra là 5 triệu bảng, trong bối cảnh Cannavaro chỉ còn chưa tới 6 tháng trong giao kèo hiện tại với Fulham. Khi sân đứt dây chằng, chắc chắn vắng mặt trận gặp Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận tin xấu trước trận gặp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo thông tin mới nhất, tiền vệ Phi Sơn đã bị đứt dây chằng và chắc chắn vắng mặt trận gặp Trung Quốc. Trước đó, cầu thủ quê Hà Tĩnh không thể sang Australia thi đấu vì vướng thủ tục visa. Đây là tin rất buồn với Phi Sơn vì cầu thủ này đã phải chờ đợi rất nhiều năm để trở lại đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng mất đi một quân bài có thể tạo đột biến. Thua tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam chia tay ASEAN Cup nữ 2022.
Bước vào trận tứ kết ASEAN Cup nữ 2022 gặp đội tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam vẫn sử dụng lối đá quen thuộc, đó là phòng ngự chặt phản công nhanh. Với ngôi sao Thuyết Dung, hàng công của Việt Nam vẫn có điểm tựa khi mọi đường bóng đều hướng đến cầu thủ này. Có thể nói bàn thắng sớm đã tiếp thêm động lực cho thế trận phòng ngự chắc, phản công nhanh của các cầu thủ Việt Nam. Trung Quốc bất ngờ có bàn sang hòa 1-1 khi Quang Hansen dứt điểm thành công trong vòng cấm địa. Bàn sang hòa 1-1 đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ Trung Quốc. Dù không thể ghi thêm bàn nào trong hiệp 1, nhưng chỉ trong 20 phút của hiệp 2, Quang Hansen tỏa sáng với đường kiến tạo, giúp các đồng đội lập công và nâng tỷ số lên 3-1. Trong những phút cuối trận, tuyển nữ Việt Nam cố gắng dùng đội hình lên để tìm kiếm bàn thắng sau khi thanh nhã trúng tay cầu thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, trên chấm sút phạt 11m, Bích Thùy không tận dụng được thành công cơ hội. Thua 1-3 ở vòng tứ kết, tuyển Việt Nam nói lời chia tay với giải đấu. Con trai Suma Khơ bác tin đồn mâu thuẫn với con tỷ phú. Mít nói trước những tin đồn rằng mùa qua giữa Mít Suma Khơ và đồng đội ở đội Duhas là Nikita Maisbin, con trai của tỷ phú tài trợ đội Dmitry Maisbin, có mâu thuẫn với nhau. Mới đây con trai của huyền thoại Michael Suma Khơ đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên. Quan hệ giữa chúng tôi bị làm quá lên, chúng tôi có bất đồng trong công việc, nhưng đều tôn trọng nhau và vui vẻ với nhau khi không thi đấu. Ronda Rousey chiến thắng ở sự kiện Royal Rumble. Cựu nữ võ sĩ MMA Ronda Rousey đã trở thành người chiến thắng trong sự kiện đặc biệt Royal Rumble 2022 của công ty đồ vật WWE. Trận đấu này đánh dấu sự trở lại của Rousey sau thời gian dài nghỉ sinh con, và cô đã thắng lợi trong một trận đấu có tới 29 đối thủ khác tham gia với lượt đấu là phải ném nhau ra khỏi võ đài. Người chiến thắng của trận đấu sẽ được chọn thách đấu một trong hai nhà vô địch nữ của WWE, và trận đấu sẽ diễn ra ở sự kiện lớn nhất trong năm WrestleMania. Cảm ơn các bạn đã đến và lắng nghe bản tin của chúng tôi. Hẹn gặp các bạn bản tin sáng mai nhé!